Nhưng mà thực sự là chương trình Giọng Mãi Giọng Ai là một chương trình mà Sam rất là yêu thích và phải nói là theo dõi từ những mùa đầu tiên cho tới bây giờ, thì phải nói là đến mùa thứ ba thì mới có mùa thứ ba thì mới có cơ hội và mới có thể sắp xếp được cái lịch để mà tham gia, thì thực sự rất là vui và hạnh phúc. Và hy vọng với là mùa sau nữa thì nhớ mời Sam nha, và Sam hy vọng là chương trình sẽ cho Sam một cái ưu ái, đó là cho Sam hát cũng năng nỉ dữ lắm nhưng mà mọi người sợ quá không cho hát. Cái chờ được biết cái chuyện thầy đang nói thì Sam nghĩ sao về cái chờ luôn vậy ạ? Chào lưu gì? Rít kiếp vậy? À, chào lưu rít kiếp thì sao cũng có theo dõi, cũng có lướt trên Facebook. Nhưng mà sao mọi người không có biết? Sao có ngại hay không khi mà để chia sẻ về cái bóc tem về cái giống như các bạn thì hay trên mạng xã hội? À, ok, không có thành vấn đề gì hết. À, bộ trang phục của Sam ngày hôm nay thì cái coi bài đầu tiên là cái cây gài này. Cây gài này là mua với giá là 200 mấy chục ngàn á. Còn cái đôi bông tay này, đôi bông tay này thì mua với giá là 390 mà hai đôi. nãy mới vừa đi mua để cho hợp với bộ đồ. Còn cái váy này thì có giá là hình như là 4 triệu mấy á, của một cái thương hiệu thời trang Việt Nam, một cái nhà thiết kế Việt Nam mà Sam rất là thích. Còn đôi giày này thì xong mua lâu rồi không biết chính xác nhưng mà có giá khoảng tầm hơi chắc một chút xíu, tại phải mua để dành để đi event thì có giá khoảng tầm 20 mấy triệu. Đó hả? Dạ. Bài gì mà đang hot bây giờ ta? Bài riêng mình lỡ chứ biết đâu. Sao? Riêng mình lỡ của ông Chàm. Chắc là xin lỗi Chàm, chưa có nghe. Bài nào mà chị tiên chắc của Chàm luôn mà bài trước đó mà em gái mưa đi ha. Dạ. Ủa mà sao cái này để làm gì mới được? Không, bọn em muốn gửi đến khán giả của tập ngoại tập 3. Không thực lời nha, chị Trâm thứ hỏi cho chị nha. Mưa trôi cả bầu trời nắng chờ theo những nỗi buồn. Xin lỗi em nhắc sai. Gì nữa? Không nhớ. Thôi bài dễ hơn đi, anh cứ đi với chị Harry. Thì anh cứ đi hay cứ dậy, và đừng ngóng đi hạnh phúc xa xôi yêu thương người nào, chỉ theo thời gian lãng phí. Thì anh cứ đi và đừng nhớ nhung chi. Lỗi nha, Sam có một cái bệnh đó là Sam không có nhớ lời được bài hát, không thể nào nhớ lời được. Cho dù là những bài đó rất là yêu thích, nghe rất là nhiều lần nhưng mà bị cái tật là không có thuộc lời được. Ok, cảm ơn chị nhiều. Bye bye mọi người. Hy vọng. Xuống đây.